Trạng thái giằng co ấy làm cho bạn đau khổ vì thần kinh bị căng thẳng. Ấy vậy, bạn phải biết phương pháp giải tỏa sự căng thẳng như thế nào. Dù bạn không có ý định tu hành lên mức cao độ trường chay giới sát tuyệt dục, có ba phương pháp chính. Phương pháp thứ nhất, bạn hãy thay thế nó bằng một thứ khác trong đầu óc của bạn. Khi dục tình nổi lên, nó khuấy động tất cả mọi tư tưởng khác, chiếm ngự tinh thần bạn như một chủ nhân ông đầy quyền lực. Nó sai khiến bạn phải làm theo sự thôi thúc của nó. Bạn đừng chú ý đến nó, đừng sợ hãi, đừng bực tức nó. Cứ thản nhiên đi tìm một công việc khác để làm và chú ý tới công việc. Bằng cách đó, bạn đã quên nó hồi nào không hay. Hoặc là bạn thay thế quyền chủ nhân ông của nó, buộc nó trở thành thứ yếu. Địa hạt tư tưởng rất trừu tượng. Khi có một kích động dục tình vừa khởi dậy, chính tư tưởng bạn đồng hóa với nó. Bạn thấy mình là nó, và do đó bạn đã giúp sức cho nó mạnh thêm. Nó điều khiển bạn, và bạn lại giúp sức cho nó làm chủ bạn. Một vòng luẩn quẩn khép kín. Bạn hãy tách mình ra khỏi vòng luẩn quẩn ấy bằng cách thay đổi tư duy. Hãy ngắm nhìn, quan sát sự vận hành của nó trong nội thân từ vị trí của một kẻ bên ngoài. Bạn hãy cố gắng nhớ lại rằng cái cảm giác đang rạo rực kia không phải là bạn. Hãy cố gắng nhớ lại và sống với tư tưởng rằng ta là linh hồn, là ánh sáng tâm linh đang ngự trị nơi phàm thể. Còn cảm giác này đây là của thân xác, chỉ là phương tiện để ta sử dụng. Bạn để cho nó sống đúng vị trí thứ yếu của nó, chứ không phải giết nó. Khi bạn nhớ lại được như vậy thì tức khắc đã giành được quyền chủ tể của thần, và khí dục phải chịu khuất phục dưới quyền năng của ý chí. Hoặc là trong khi quán niệm như vậy, bạn có thể điều khí bằng cách thở dài hơi chậm và sâu, bằng cách chú ý tới hơi thở và thay đổi vị trí, góc độ nhìn cảm giác tình dục của mình. Như thể từ ngoài nhìn vào, nó sẽ mất dần cường độ và từ từ lắng động xuống, trở thành một sức sống thuần lương yên tĩnh, không quấy rầy tinh thần bạn nữa. Phương pháp thứ hai, loại trừ những nguyên nhân gây kích động tình dục. Bằng kinh nghiệm đã trải qua trong bản thân mình, nếu thấy rằng mỗi khi mắt bạn nhìn những hình ảnh khiêu dâm trên sách báo, phim ảnh, hình tượng tình dục, bạn bị kích động, thì bạn phải khôn ngoan, cương quyết từ bỏ những thứ ấy, đừng ngó tới nữa. Nếu tai bạn nghe kể những câu chuyện hay lời lẽ gợi tình và tâm bạn động, thì kinh nghiệm lần sau bạn đừng để ý nghe những chuyện thuộc loại ấy nữa. Nếu thân bạn ngồi hay đứng gần một người khác phái nào đó và tự nhiên lòng bạn thấy rạo rực, thì bạn đừng đến gần họ một lần thứ hai. Dù công việc làm ăn phải giao tiếp, bạn đừng đứng cách xa họ vài mét khi nói chuyện, để loại trừ bớt nguyên nhân kích dục ở nhân điện. Nếu miệng lưỡi bạn thích rượu thịt say sưa hay những món ăn kích thích như tiêu, hành, tỏi, ớt, và sau đó sức sống dục tình bùng dậy mạnh mẽ, tôi khuyên bạn nên đổi thức ăn, dùng rau đậu, ngũ cốc, hoa quả, và giảm bớt hay loại trừ hẳn những thứ kích thích ấy. Tánh khí sẽ điều hòa hơn so với chính bạn lúc trước. Không phải so sánh bạn với người khác. Nếu mũi bạn ngửi mùi hương hay nước qua chi đó mà kết quả làm dục tình trỗi dậy, thì tốt hơn bạn nên từ bỏ nó đi. Nói tóm lại, bạn phải biết ngăn chặn con đường xâm nhập của các nguyên nhân gây kích dục qua các giác quan của bạn là tai, mắt, mũi, miệng, lưỡi, da thịt và thân xác. Nói vắn tắt dễ hiểu hơn, đừng đem lửa vào nhà thì nhà không bị cháy.
phải không các bạn? Một bạn vừa mới nghĩ, nhưng lửa rất cần thiết cho đời sống của chúng ta và gia đình. Đúng vậy, ngọn lửa dục tình cũng thế, không có nó làm sao có sự sống của thân xác chúng ta đây. Điều quan trọng là chúng ta phải chủ động được nó. Bởi vậy nên phương pháp thứ ba, bạn nên tăng thêm tính thánh thiện cho tinh thần của bạn. Ngoài những việc giữ gìn giới luật mà tôi vừa kể trên đây, hàng ngày các bạn nên cầu nguyện, tụng kinh, tĩnh tâm xét mình, thực tập yoga, công phu thiền định, quán tưởng, vân vân, để loại trừ bớt những tư tưởng xấu xa khỏi tâm trí mình và phát triển những đức hạnh tốt. Tùy ý bạn chọn phương pháp nào cũng được, miễn là có hiệu lực nhiều nhất đối với bạn là tốt. Điều kiện tiên quyết trong phương pháp này là phải thành ý và chánh tâm, nghĩa là phải sống thật với lòng mình, đừng ngụy biện, đừng tự lừa dối mình, có sao chịu vậy. Thành thật với chính lương tâm mình, cầu nguyện một cách sâu thẳm trong tinh thần là đối diện với chính tòa thiên lương, nói rõ ràng chỗ yếu kém của tinh thần mình và cầu xin sự phò hộ của một đấng nào đó mà bạn sùng kính và tin tưởng nhất. Điều này có nghĩa là làm cho thần của bạn thêm trong sáng mạnh hơn, để nó điều khiển được khí và tinh theo đúng chức năng của nó. Những điều tôi vừa nói trên đây là để giúp bạn kiềm chế bớt sự phóng túng của tình dục trong cuộc sống hạ thừa, có vợ có chồng bình thường. Bạn vẫn tự do thỏa mãn nhu cầu ấy khi điều kiện sức khỏe cho phép và trong hoàn cảnh hợp với đạo lý. Sự phóng túng tình dục nào cũng có hại, vì khi ái ân, tinh và khí của hai cơ thể nam nữ sẽ hòa làm một, và do đó rung động điển quang của chân thần người này sẽ bị cảm nhiễm những cá tánh của người kia truyền sang. Càng làm tình với nhiều người khác nhau thì tinh thần bạn càng dễ bị băng hoại do sự truyền nhiễm những tính xấu từ những cơ thể có đời sống đàn điếm, gây ra hiện tượng trung hòa nhân điện khi giao tiếp với nhau. Trong cuộc tranh đấu vì chén cơm manh áo hàng ngày, làm phát triển một đức hạnh tốt nơi mình đã khó rồi, trong khi đó lại mở ngõ đón nhận thêm nhiều tính xấu qua lối sống phóng túng tình dục, thì quả thật đây là đường vào cõi tục. Mà có mấy ai trong chúng ta muốn mình đắm chìm trong cõi tục lụy này mãi mãi đâu. Chẳng qua là tại thần của mình yếu đuối, mờ tối nên dục khí mới lộng hành lấn lướt, chiếm ngôi chủ tể trong thân, dẫn dụ mình vào chỗ đọa đài mà mình vẫn ngỡ là cõi phúc lạc. Phóng túng tình dục thì nặng nghiệp sát sanh, tiêm nhiễm thêm thói hư tật xấu, dồn nén dục tình tạo sự căng thẳng thần kinh, dễ bị lệch lạc tình cảm và lý trí. Con đường trung dung, biết tiết dục chừng mực và cách xử trí hợp tình hợp lý nhất của lối đi hạ thừa vậy. 5. Thăng hoa năng lực tính dục. Bước sang nấc thang thượng thừa, mọi việc đều trở nên tinh vi, nghiêm khắc hơn. Tuy vẫn đồng nguyên lý thăng hoa là tinh quá khí, khí quá thần, thần quần hư, là tiến trình tự nhiên trong đời sống của các bậc cao tăng thoát tục. Đối với bạn trẻ đã chọn lối sống độc thân để tu học, cơ hội thỏa mãn dục tình coi như không có, thì vấn đề thăng hoa tính dục cần phải được hiểu rõ, cùng với những biến tướng lệch lạc, bệnh hoạn của nó trong khi bị dồn nén. Con đường này có ít người theo đuổi nổi, thất bại thì nhiều, thành công vẫn ít. Năng lực tình dục có một sức mạnh quyền bí, nếu biết giữ nó lại trong thân cho đúng cách
nó sẽ được chuyển hóa thành sức mạnh tâm linh vô cùng phong phú và sáng tạo, giống như lộ trình của kẻ đăng sơn khi lên đến đỉnh sẽ mở ra một chân trời bao la trước mắt. Nguyên lý của hiện tượng thăng hoa là sự hòa hợp giữa linh hồn và thể xác mà vị chân sư Phạm Công Tắc đã mô tả như sau: máy tạo bởi chữ hòa mà có, thì thế giới càng khôn cũng phải hòa mới vĩnh cửu, địa cầu này cũng phải hòa mới toàn hảo, nhân loại cũng phải hòa mới trường tồn. Chẳng khác nào xác thịt phải hòa thuận cùng linh hồn mới mong đoạt đạo. Lấy lớn mà định nhỏ, xem nhỏ mà tìm lớn. Thi hài này nhờ quá hòa khí mà thành hình, thì linh hồn cũng phải tùng theo phép âm dương hòa hiệp mới quy hồi trụ bổn. Linh hồn bởi chữ hòa khí mới có đến, thì tất nhiên phải nương theo hòa khí mới có về. Tuy pháp bổ của các tôn giáo đã đoạt đặng vẫn nhiều, chớ cơ màu nhiệm chỉ có chữ hòa là đủ. Thân thể cho mạnh mẽ tinh vi, đừng để sa đọa vào lục dục, thì là thuận cùng trí lự khôn ngoan. Khí lực cho cường thạnh thanh bay, đừng để đến đổi mê muội. Bởi thất tình thì trí lự khôn ngoan thuận theo linh tâm mà nảy nở. Linh tâm phải định tĩnh từ hòa, đừng để đến nỗi mờ ám. Bởi tội tình thì thuận với lòng trời hiển linh tại thế, đặng đoạt phép quyền di. Thân là tinh, lực là khí, trí là thần. Nói rõ ra thì tinh là thân thể, khí là điển lực, nghĩa là trí lự, thần là linh hồn. Ba cái báo của mình ngày nào tương đắc, nghĩa là hòa hiệp cùng nhau, thì người mới mong đắc đạo. Nhưng cụ thể chúng ta phải làm gì cho tinh khí thần hòa hợp vẫn là câu hỏi khó trả lời. Bởi mỗi người có một khối nghiệp lực khác nhau từ tiền kiếp lưu lại, tánh khí không giống nhau, nguyện vọng tâm tư hướng về tương lai sâu thẳm trong tâm hồn cũng không giống nhau. Nguyên lý vẫn là sự hòa hợp tam bổn tinh khí thần, nhưng thực hành đạo lý, phương pháp công phu vẫn có khác biệt ở từng cơ thể. Cũng như thang thuốc điều trị lập thành công thức vẫn phải gia giảm từng vị cho phù hợp với bệnh trạng biến thiên từng ngày. Nghiên cứu sự sống nơi con người, chúng ta thấy rằng thức ăn, nước uống, khí trời thu nhập vào trong thân, chịu luật biến dưỡng tuần hoàn tạo ra sức sống gọi là khí. Sức sống này tiêu hao qua các ngõ vận động thân xác, thân nhiệt, biểu lộ tình cảm và lý trí cụ thể như giận hờn, ganh ghét, buồn chán, dâm dục, yêu thương, vui mừng, an lạc, ham muốn đủ thứ, suy nghĩ. Nếu bạn đóng một ngõ này thì nguồn năng lực sống sẽ chuyển qua các ngõ khác để biểu lộ. Khi bạn chế ngự tình dục, thần kinh trở nên căng thẳng vì bị dồn nén, và để tạo lập lại sự cân bằng, nó sẽ có khuynh hướng giải tỏa qua các ngõ tiêu hao còn lại. Do đó có rất nhiều biểu hiện lệch lạc của tình cảm và lý trí khi tình dục bị nén. Không giải tỏa bằng ngõ dâm dục, nguồn năng lực sống này vẫn sẵn sàng thay hình đổi dạng, chuyển qua các ngõ giận ghét, buồn chán, vân vân. Nếu bạn bén nhạy ở một thứ tình nào đó, có nó sẵn sàng làm gia tốc sức mạnh của tình ấy. Hiện tượng tâm lý những cô gái già khó tính là một bằng chứng hiển nhiên của trường hợp tuyệt dục mà không thăng hoa bị biến chứng. Do đó nếu chỉ đơn thuần đóng ngõ tình dục không thôi, còn các ngõ khác vẫn mở, hiện tượng thăng hoa tính dục hướng thượng sẽ không xảy ra được. Và người sống độc thân dễ dàng bị những biến chứng lệch lạc về tình cảm và tâm lý.
đóng hết các ngõ tình cảm lại, nguồn năng lực sống bị dồn nén sẽ giải tỏa ở sinh hoạt tư tưởng. Đóng luôn các tư tưởng tầm thường, nó sẽ cung ứng sức sống cho các tư tưởng thanh cao phát triển. Ngừng nghỉ luôn cả tư duy phải trái, để thần trí thật an tĩnh, phẳng lặng, trống vắng hoàn toàn. Trong khi 13 ngõ tiêu hao ở phía dưới của 6 loại dục, 7 loại tình cũng đã bế lại hết rồi, thì một sức sống nhiệm màu sẽ tràn ngập tâm thức, đầy quyền năng sáng tạo, đa năng, đa dụng, sáng suốt vô cùng. Bạn có thể gọi đó là đức lớn, giác ngộ, minh triết, thánh thiện, thần lực, vân vân, tùy theo thói quen của bạn trong ngôn ngữ. Tiến trình chuyển hóa ấy cũng giống như một quả bóng đầy hơi. Nếu bạn bóp ở đầu này, tức sức nén sẽ làm nở ra ở đầu kia. Chúng ta có thể kết luận được rằng một người đi trên con đường tu, nếu không chủ trị được tình dục, sẽ có ít cơ hội để nâng tâm thức lên cao cho được. Trong con người của chúng ta có hai phần phàm và thánh lẫn lộn. Loại trừ hết phàm thì còn thánh hiện ra. Tịnh tư dục thì thiên lý lưu hành. Nguyên lý ấy cổ nhân vẫn thường nói không có gì khó hiểu, nhưng rất khó thực hành, vì có đến 13 ngõ để sức sống dục tình bị nén, tìm đường giải tỏa giải rác từ thấp lên cao, trong khi chỉ có một ngõ thăng hoa sáng chói sau cùng ở tột đỉnh treo leo của con đường chuyển hóa. Phương luyện kỹ đặng vào con đường thứ ba đại đạo là những chỉ dẫn thực hành rất cụ thể, chi tiết mà vị chân sư Phạm Công Tắc đã phổ biến rộng rãi khi ngài còn sanh tiền, để giúp ích rất nhiều cho các bạn nào còn mơ hồ về chuyện mở cửa bát quái đài tại thế này song song với con đường thăng hoa tình dục. Và để kết luận câu chuyện hôm nay, tôi xin liệt kê những trạng thái tâm lý biến đổi có thể thấy được trong đời tu của các bạn khi tình dục bị bế vì ý chí tu hành cao độ muốn được thăng hoa. Nếu bạn bế ngõ giao hợp, nó sẽ biểu lộ bằng cảm xúc mạch da qua động tác âu yếm, vuốt ve, mơn trớn. Bế âu yếm, nó sẽ biểu lộ bằng cử chỉ gợi tình, bỡn cợt. Bế cử chỉ gợi tình, nó sẽ biểu lộ bằng lời nói trực tiếp hay bóng gió, hoặc trong văn chương chữ nghĩa, hoặc tai thích nghe người khác kể những chuyện loại ấy. Bế lời nói tình tự, nó sẽ có biểu lộ bằng ánh mắt thích ngắm nhìn da thịt thân xác hay cái bóng của nó trên sách báo phim ảnh. Tắt luôn ánh mắt đắm đuối dục tình, nó sẽ biểu lộ bằng ý nghĩ tư tưởng về chuyện của mình hay của người khác. Lắng động tư tưởng về tình dục trong lúc thức, nó sẽ hiện ra trong giấc chiêm bao và có thể làm thoát tinh của bạn. Định thần để giấc ngủ đừng chiêm bao mộng mị, chuyện tình ái lăng nhăng, nó sẽ hiện ra thành sức yêu thương rộng rãi trên nhiều người. Ngừng nghỉ luôn biểu lộ yêu thương trên nhiều người, nó sẽ hiện ra trong sức sống hữu tình đối với vạn vật cỏ cây hoa lá. Ngừng biểu lộ vạn vật hữu hình, để thần thật tĩnh lặng, một sự hiểu biết nhiệm màu toàn diện trực tiếp tức khắc sẽ hiện ra, không lời thông báo, không lời không ý nào diễn tả hết được. Và chính nó cũng là quyền năng sáng tạo tương lai, là tình yêu thương đại đồng, là đức háo sanh, lòng bác ái, là tòa thiên lương nơi con người. Sức sống ấy có sẵn nơi ta, bấy lâu nay bị che khuất vì vô minh. Lau sạch lớp bụi mờ trong tâm trí, lắng động thất tình lục dục, nó sẽ hiện ra, không ai ngăn cản được. Dĩ nhiên đây chỉ là nguyên lý thăng hoa mà thôi.
còn thuộc rèn luyện cho phàm hóa thánh, còn tùy theo thể trạng tinh khí nghiệp lực của mỗi cá nhân, thánh ý chân chi sẽ tác động khác nhau, thể hiện quyền công chánh và đức từ bi của tạo hóa hằng hữu vĩnh cửu trong cuộc đời này. Tóm lại, nơi con người, tình dục là biểu hiện sức sống thượng đế ở chỗ tột cùng của phần tinh, giác ngộ là biểu lộ sức sống thượng đế ở chỗ tột cùng của phần thần. Sự chuyển hóa dòng sinh lực từ tinh lên đến thần thành công được gọi là thăng hoa. Và câu chuyện tình dục trong nhân sinh quan cao đài giáo tôi kể cho các bạn nghe chấm dứt ở chỗ thăng hoa này. Xin cảm ơn các bạn.